Chào các em, chào mừng các em đến với buổi ôn tập toán chính trên truyền hình. Chương trình này được thực hiện với sự phối hợp của Sở dục Đào tạo và Đài Phát thanh truyền hình tỉnh Sóc Trăng. Thầy tên Ngô Thanh Hữu là giáo viên trường tiểu học và trung học cơ sở Lý Thường Kỵ, thành phố Sóc Trăng. Hôm nay thầy sẽ ôn tập cho các em một chuyên đề hình học, đó là chuyên đề góc với đường tròn. Đây là một chuyên đề rất là quan trọng và thường được vận dụng trong các đề thi tuyển sinh vào lớp 10. Do đó thầy mong rằng các em sẽ tập trung, lắng nghe và suy nghĩ để chúng ta có một buổi ôn tập hiệu quả nhất. Nội dung ôn tập gồm có 3 phần. Phần thứ nhất, thầy sẽ ôn tập lại cho các em các kiến thức quan trọng của chuyên đề góc với đường tròn. Phần thứ hai, các em sẽ vận dụng các kiến thức vừa ôn tập để làm bài tập trắc nghiệm. Phần thứ ba, bài tập tự luận. Chúng ta sẽ cùng nhau giải một bài toán hình học trong đề thi tuyển sinh vào lớp 10 của tỉnh Sóc Trăng ở các năm học trước. Trước tiên, thầy sẽ ôn tập cho các em các kiến thức quan trọng của chuyên đề góc với đường tròn đó là góc ở tâm, góc nội tiếp, góc tạo bể tia tiếp tiến và dây cung, góc có đỉnh bên trong đường tròn, góc có đỉnh bên ngoài đường tròn và tứ giác nội tiếp. Thì như các em đã được học, góc ở tâm là góc có đỉnh trùng với tâm của đường tròn. Số đo góc ở tâm bằng số đo cung bị trắng. Trên hình vẽ các em thấy góc aob là góc ở tâm của đường tròn ô khi đó ta sẽ có góc aob bằng số đo cung bị trắng amb loại góc với đường tròn tiếp theo đó là góc nội tiếp góc nội tiếp là góc có đỉnh nằm trên đường tròn và hai cạnh chứa hai dây cung của đường tròn đó số đo góc nội tiếp bằng nửa số đo cung bị trắng trên hình vẽ các em thấy góc bac là góc nội tiếp của đường tròn ô khi đó ta sẽ có góc BAC bằng số đo cung bị chắn BC chia 2. Ngoài tính chất trên thì góc nội tiếp còn có một số cái hệ quả quan trọng như sau. Hệ quả thứ nhất, góc nội tiếp chắn nửa đường tròn bằng 90 độ. Ta thấy BC là đường kính, suy ra góc BAC bằng 90 độ, vì đó là góc nội tiếp chắn nửa đường tròn. Hệ quả thứ hai, các góc nội tiếp cùng chắn một cung thì bằng nhau. Ta thấy góc BAC và góc BMC là hai góc nội tiếp cùng chắn cung BC. Theo hệ quả ta sẽ có góc BAC bằng góc BMC cùng chắn cung BC. Hệ quả thứ ba: Các góc nội tiếp bằng nhau thì chắn các cung bằng nhau và ngược lại. Trên hình vẽ các em thấy góc BAE và góc CAE là hai góc nội tiếp lần lượt chắn hai cung BE và cung CE. Nếu góc BAE bằng góc CAE, ta sẽ suy ra được cung BE bằng cung CE. Ngược lại, nếu chúng ta có cung BE bằng cung CE, thì ta cũng suy ra được hai góc đó bằng nhau. Hãy quả tiếp theo. Góc nội tiếp nhỏ hơn hoặc bằng 90 độ bằng nửa góc ở tâm khi cùng trắng một cung. Trên hình vẽ các em thấy, góc BAC là góc nội tiếp trắng cung BC. Góc BOC là góc ở tâm chắn cung BC. Vậy theo hệ quả trên, ta sẽ có góc BAC bằng góc BOC chia 2. Lý do cùng chắn cung BC. Lợi góc với đường tròn tiếp theo, đó là góc tạo bởi ti tiếp tuyến và dây cung là góc có đỉnh nằm trên đường tròn, một cạnh là tiếp tuyến, cạnh còn lại chứa dây cung. Số đo góc tạo bởi ti tiếp tuyến và dây cung bằng nửa số đo cung bị chắn. Trên hình vẽ các em thấy Góc BAX là góc tạo bởi ti tiếp tuyến AX và dây cung AB thì đó ta sẽ có góc BAX bằng số đo cung bị chắn AMB chia 2. Ngoài ra ta còn có hệ quả như sau. Trong một đường tròn, góc tạo bởi ti tiếp tuyến và dây cung bằng góc nội tiếp khi cùng chắn một cung. Trên hình vẽ các em thấy góc BAX là góc tạo bởi ti tiếp tuyến và dây cung chắn cung AMB. Góc BCA là góc nội tiếp chắn cung AMB theo hệ quả ta sẽ có góc BAX bằng góc BCA lý do cùng chắn cung AMB lợi góc tiếp theo đó là góc có đỉnh bên trong đường tròn thì như các em đã được học trên lớp số đo góc có đỉnh bên trong đường tròn bằng nửa tổng số đo hai cung bị chắn các em thấy trên hình vẽ góc CED là góc có đỉnh E nằm trong đường tròn O khi đó ta sẽ có góc CED bằng số đo cung CD cộng số đo cung AB chia 2. Loại góc với đường tròn tiếp theo là góc có đỉnh bên ngoài đường tròn. Số đo góc có đỉnh bên ngoài đường tròn bằng nửa hiệu số đo hai cung bị trắng. Trên hình vẽ các em thấy góc CED là góc có đỉnh E nằm ngoài đường tròn O. Khi đó ta sẽ có góc CED bằng số đo cung CD trừ số đo cung AB chia 2. Tiếp theo là một nội dung không thể nào thiếu trong chuyên đề góc với đường tròn, đó là tứ giác nội tiếp. Tứ giác nội tiếp đường tròn là tứ giác có bốn đỉnh nằm trên đường tròn đó. Ta thấy tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn O vì có bốn đỉnh A, B, C, D cùng nằm trên đường tròn O. Vậy khi tứ giác nội tiếp đường tròn thì ta có tính chất gì? Trong tứ giác nội tiếp Tổng số đo hai góc đối nhau bằng 180 độ. Trên hình vẽ các em thấy tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn O. Khi đó ta sẽ suy ra được góc A cộng góc C bằng 180 độ, góc B cộng góc D bằng 180 độ. Để chứng minh một tứ giác nội tiếp thì ta có các dấu hiệu nào? Dấu hiệu thứ nhất, tứ giác có tổng hai góc đối nhau bằng 180 độ. Thầy có ví dụ như sau Nếu tứ giác ABCD có góc A cộng góc C bằng 180 độ Hoặc góc B cộng góc D bằng 180 độ Theo dấu hiệu trên ta sẽ suy ra được tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn ô Dấu hiệu thứ hai Tứ giác có góc ngoài tại một đỉnh bằng góc trong của đỉnh đối diện Trên hình vẽ các em thấy Góc B1 là góc kề bù với góc trong ABC Do đó góc B1 được gọi là góc ngoài của tứ giác ABCD. Theo dấu hiệu trên, nếu ta có góc B1 bằng góc D, ta sẽ suy ra được tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn O. Dấu hiệu thứ ba, tứ giác có hai đỉnh kề nhau cùng nhìn một cạnh chứa hai đỉnh còn lại dưới một góc bằng nhau. Nếu một tứ giác ABCD có đỉnh A, B cùng nhìn cạnh CD và góc DAC bằng góc DBC ta sẽ suy ra được tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn O. Dấu hiệu thứ tư, tứ giác có bốn đỉnh cách điều một điểm, điểm đó xác định được. Nếu ta có OA bằng OB bằng OC bằng OD, theo dấu hiệu trên ta sẽ suy ra được tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn O. theo các em sẽ vận dụng các kiến thức thầy vừa ôn tập để làm bài tập trắc nghiệm. Mỗi câu các em có 10 giây để suy nghĩ và tìm ra đáp án. Các em đã sẵn sàng chưa? Chúng ta bắt đầu đi vào câu số 1. Cho tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn Ô Biết góc BAD bằng 110 độ. Khi đó góc BCD bằng A. 110 độ. B. 70 độ. C. 220 độ. D. 55 độ. 10 giây dành cho các em bắt đầu 10 giây đã hết rồi ở câu này các em sẽ chọn đáp án nào và đáp án đúng ở câu này là đáp án b rõ ràng dựa vào dữ kiện đề bài ta thấy tứ giác abcd đã nội tiếp quyền tròn ô dựa vào tính chất của tứ giác nội tiếp ta sẽ có góc BAD cộng góc BCD bằng 180 độ. Từ đây ta suy ra được góc BCD bằng 180 độ trừ góc BAD bằng 180 độ trừ 110 độ bằng 70 độ. Chúng ta sẽ đến với câu số 2. Cho đường tròn O và ba điểm A, B, C nằm trên đường tròn O. Sao cho góc BAC bằng 60 độ. Khi đó số đo cung BAC bằng A 120 độ B. 60 độ C. 240 độ D. 100 độ 10 giây dành cho các em bắt đầu 10 giây đã hết rồi Chắc chắn các em đã có đáp án cho riêng mình rồi đúng không nè Và đáp án đúng ở câu 2 là Đáp án C Dựa vào dữ kiện đề bài, ta có hình vẽ như sau. Rõ ràng ta có góc BAC là góc nội tiếp chắn cung BC. Nên số đo cung BC bằng 2 lần góc BAC bằng 2 x 60 độ bằng 120 độ. Từ đây ta suy ra số đo cung BAC hay còn gọi là số đo cung BC lớn bằng 360 độ trừ 120 độ bằng 240 độ. Chúng ta sẽ đến với câu số 3 cho đường tròn O và hai bán kính OA, OB sao cho góc AOB bằng 100 độ. Khi đó số đo góc tạo bởi tia tiếp tuyến tại A với dây cung AB bằng A 50 độ, B 100 độ, C 200 độ, D 90 độ. 10 giây, bắt đầu. Đáp án của các em là gì? Và đáp án đúng ở câu 3 là đáp án A. Tại sao lại đáp án A? Dựa vào dữ kiện đề bài ta có hình vẽ như sau. Ta thấy góc AOB là góc ở tâm. Nên góc AOB bằng số đo cung AB bằng 100 độ. Mà góc BAX là góc tạo bởi ti tiếp tuyến và dây cung. Nên ta sẽ được góc BAX bằng số đo cung AB chia 2 bằng 100 độ chia 2 bằng 50 độ. Chúng ta sẽ đến với câu thứ 4. Cho hình vẽ, biết góc ABC bằng 60 độ và góc BCD bằng 50 độ. Tính góc BMD. A. 220 độ. B. 150 độ. C. 200 độ. D. 110 độ. 10 giây dành cho các em, bắt đầu. Thời gian đã hết rồi. Đáp án đúng của các em là đáp án nào? Và đáp án đúng ở câu 4 là đáp án D. Rõ ràng dựa vào hình vẽ các em thấy góc ABC và góc BCD là các góc nội tiếp. Nên số đo cung AC bằng 2 lần góc ABC bằng 2 x 60 độ bằng 120 độ. Số đo cung DB bằng 2 lần góc BCD bằng 2 x 50 độ bằng 100 độ mà góc BMD là góc có đỉnh bên trong đường tròn nên ta sẽ được góc BMD bằng số đo cung DB cộng số đo cung AC chia 2. Thế số vào ta sẽ được 100 độ cộng 120 độ chia 2 bằng 110 độ. Ở câu số 4 này, chúng ta còn có một cách làm khác như sau. Vì góc BMD là góc ngoài của tam giác ABM. Vậy theo tính chất của góc ngoài tam giác bằng tổng hai góc trong không kề với nó nên ta sẽ có góc BMD bằng góc ABC cộng góc BAD. Mà góc BAD bằng góc BCD vì đó là hai góc nội tiếp cùng chắn cung DB. Do đó, góc BMD bằng 60 độ cộng 50 độ bằng 110 độ. Tiếp theo là phần bài tập tự luận. Chúng ta sẽ cùng nhau giải một bài toán hình học trong đề thi tuyển sinh vào lớp 10 của tỉnh Sóc Trăng năm học 2019-2020 với nội dung như sau. Cho đường tròn O, đường kính AB. Trên đường tròn O lấy điểm M không trùng với A và B. Hai tiếp tuyến của đường tròn O tại A và M cắt nhau tại điểm C. Câu A: Chứng minh tứ giác OACM nội tiếp. Câu B: Chứng minh MA nhân MO bằng MB nhân MC. Câu C, gọi D là giao điểm của AC và BM. Chứng minh AC bằng CD. Trước tiên, các em dựa vào dữ kiện đề bài để chúng ta vẽ hình cho chính xác nhé. Cho đường tròn tâm O, đường kính AB. Điểm M nằm trên đường tròn khác A và B. Từ A và M vẽ hai tiếp tuyến cắt nhau tại C. Câu A, chứng minh tứ giác OACM nội tiếp. Vậy ở đây, để chứng minh tứ giác OACM nội tiếp, ta cần làm gì? Dựa vào dữ kiện của đề bài và hình vẽ, ta thấy tứ giác OACM có góc OMC bằng 90 độ vì MC là tiếp tuyến. Góc OAC bằng 90 độ vì AC là tiếp tuyến. Ta suy ra được góc OMC cộng góc OAC bằng 180 độ mà hai góc này lại là hai góc đối của tứ giác OACM. Theo dấu hiệu nhận biết ta sẽ suy ra được tứ giác OACM nội tiếp đường tròn đường kính OC. Câu B, chứng minh MA nhân MO bằng MB nhân MC. Đây là thuộc dạng chứng minh hệ thức trong hình học. Thì có rất là nhiều hướng để chứng minh hệ thức trong hình học. Ở đây thầy giới thiệu cho các em một số hướng cơ bản thường gặp. Các em có thể chứng minh dựa vào hai tam giác đồng dạng hoặc chứng minh dựa vào hệ thức lượng trong tam giác vuông hoặc chứng minh dựa vào tính chất bắt cầu như vậy ở câu này các em có thể chứng minh dựa vào hai tam giác đồng dạng được hay không thì các em lưu ý cho thầy để chứng minh theo hướng hai tam giác đồng dạng thì từ các cạnh có trong hệ thức các em sẽ tìm ra cho thầy hai tam giác ở đây thầy xét tam giác MCO và tam giác MAB. Xét tam giác MCO và tam giác MAB thì chúng ta xem coi có gì. Ta có góc OMC bằng 90 độ vì MC là tiếp tuyến. Góc AMB bằng 90 độ vì đó là góc nội tiếp chắn đường tròn. Từ đây ta suy ra được góc OMC bằng góc AMB bằng 90 độ. À như vậy chúng ta đã có một cặp góc bằng nhau rồi. Để hai tam giác đồng dạng, các em phải tìm thêm một cặp góc bằng nhau nữa. Các em nhìn vào đường tròn, đường kính OC cho thầy. À, ta thấy góc OCM bằng góc MAB vì đó là hai góc nội tiếp cùng chắn cung OM của đường tròn đường kính OC. Từ đây, ta suy ra được tam giác MCO đồng dạng tam giác MAB theo trường hợp góc góc. Từ đây ta sẽ suy ra được các cặp cạnh tương ứng tỷ lệ đó là MC trên MA bằng MO trên MB. Dựa vào tính chất của tỷ lệ thức, ta sẽ suy ra được MA nhân MO bằng MB nhân MC và đó là điều phải chứng minh. Ở câu này, các em có thể xét một cái cặp tam giác khác như sau. Đó là tam giác MAC và tam giác MBO. Và chúng ta xem coi cặp tam giác này có thể chứng minh đồng dạng hay là không. Ta thấy OM bằng OB cùng bằng bán kính đường tròn tâm O. Suy ra tam giác MBO là tam giác cân tại O. Mặt khác, CA bằng CM tính chất hai tiếp tuyến khác nhau. Nên ta suy ra được tam giác MAC là tam giác cân tại C. Như vậy ở đây, chúng ta sẽ chứng minh hai tam giác này đồng dạng mà hai tam giác này là hai tam giác cân. À thì chúng ta phải chú ý cho thầy để chứng minh hai tam giác cân, chúng ta sẽ tìm một cặp góc bằng nhau nhé. Các em nhìn vào đường tròn đường kính AB, ta thấy góc MBA là góc nội tiếp chắn cung MA. Góc MAC là góc tạo bệ ti tiếp tuyến và dây cung cũng chắn cung MA. À, như vậy ta suy ra được góc MBA bằng góc MAC cùng chắn cung MA của đường tròn đường kính AB hay nói cách khác, góc MBO bằng góc MAC. Ta suy ra được tam giác MBO đồng dạng tam giác MAC theo trường hợp góc góc. Ta suy ra MB trên MA bằng MO trên MC. Ta kết luận được MA nhân MO bằng MB nhân MC. Đó là điều phải chứng minh. Câu C gọi đây là giao điểm của AC và BM chứng minh AC bằng CD. Đây là thuộc dạng chứng minh hai đoạn thẳng bằng nhau. Thì cũng có rất nhiều hướng để chứng minh hai đoạn thẳng bằng nhau. Ở đây thầy giới thiệu cho các em một số hướng cơ bản thường gặp là các em có thể chứng minh hai cạnh tương ứng của hai tam giác bằng nhau. Hoặc chứng minh đó là hai cạnh bên của một tam giác cân. Hoặc chứng minh dựa vào tính chất bắt cầu. Hoặc là dựa vào định lý đường trung bình của tam giác. Ở câu này các em có thể phân tích cái hướng chứng minh như sau. Dựa vào dữ kiện đề bài ta thấy OA bằng OB bằng bán kính đường tròn O. Như vậy ở đây các em cần chứng minh OC song song BD thì theo định lý đường trung bình của tam giác ta sẽ suy ra ngay AC bằng CD. Các em muốn chứng minh theo hướng này thì các em phải có kiến thức về đường trung bình của tam giác mà các em đã được học ở lớp 8. Đó là đường thẳng đi qua trung điểm một cạnh Song song với cạnh thứ hai thì sẽ đi qua trung điểm của cạnh thứ ba. Vậy một câu hỏi được đặt ra là làm sao để chứng minh OC song song BD? À, ta lại thấy BD vuông góc AM vì góc AMB là góc nội tiếp chắn nửa đường tròn. Do đó các em chỉ cần chứng minh thêm một ý nữa, đó là chứng minh OC vuông góc AM. Để chứng minh được câu này, các em phải suy nghĩ để làm sao chứng minh OC vuông góc AM để chúng ta sẽ giải quyết được câu này. Ta thấy OA bằng OM bằng bán kính đường tròn O. CA bằng CM nhờ vào tính chất hai tiếp tuyến khác nhau. Từ đây ta suy ra được OC là đường trung trực của AM. Thì theo tính chất của điểm trực ta sẽ suy ra ngay OC vuông góc AM. Mà AM vuông góc BD vì góc AMB là góc nội tiếp chắn nửa đường tròn. Nên ta sẽ được OC song song BD. Mặt khác, OA bằng OB bằng bán kính của đường tròn O. Nên theo định lý đường trung bình của tam giác, ta sẽ suy ra ngay AC bằng CD và đó là điều phải chứng minh. Ở câu này, các em có thể phân tích theo một cái hướng khác như sau. Rõ ràng ta thấy AC bằng CM tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau. Như vậy các em chỉ cần chứng minh thêm một ý nữa đó là CM bằng CD thì theo tính chất bắt cầu ta sẽ suy ra ngay AC bằng CD. Vậy một câu hỏi được đặt ra là làm sao để chứng minh CM bằng CD? À, đây là hai cạnh của một tam giác, do đó chúng ta sẽ chứng minh tam giác CDM là tam giác cân tại C. Để chứng minh tam giác CDM cân tại C, ta cần làm gì? Ta sẽ chứng minh hai góc của tam giác đó bằng nhau. Cụ thể là chúng ta sẽ chứng minh góc M1 bằng góc D. Các em có thể trình bày các bài giải như sau. Ta có AC bằng CM tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau. Trong tam giác ADM vuông tại M có hiển nhiên góc M1 cộng góc M2 bằng 90 độ. Góc D cộng góc A1 bằng 90 độ vì đó là hai góc nhọn phụ nhau trong tam giác vuông mà góc A1 bằng góc M2 vì tam giác ACM cần tại C. Nên ta sẽ suy ra được góc M1 bằng góc D. Từ đó ta sẽ được tam giác CDM là tam giác cân tại C. Suy ra CM bằng CD. Từ 1 và 2 ta sẽ suy ra được AC bằng CD và đó là điều phải chứng minh. Ngoài ra, các em có thể làm bài tập tự rèn luyện như sau từ điểm S nằm ngoài đường tròn tâm mô vẽ hai tiếp tuyến SA, SB với đường tròn AB là các tiếp điểm và các tuyến SCD không đi qua O C nằm giữa S và D gọi K là giao điểm của SO với cung nhỏ AB và H là giao điểm của SO với đoạn thẳng AB chứng minh câu A tứ giác SAOB nội tiếp câu B SA bình phương bằng SC nhân SD câu C góc SCK bằng góc HCK và đây là bài toán hình học được trích trong đề thi tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Sóc Trăng năm học 2021-2022. Buổi ôn tập của thầy đến đây là kết thúc. Thầy mong rằng vào buổi ôn tập này, một phần nào đó giúp cho các em củng cố khắc sâu các kiến thức được học trên lớp để chuẩn bị cho các kỳ kiểm tra quan trọng sắp tới. Các em có thể xem lại các bài giải của thầy trên trang YouTube của Đài Truyền hình Sóc Trăng, trang fanpage của Đài Truyền hình Sóc Trăng hoặc là trang web của sở dục đào tạo sóc trăng chào thân biệt các em và hẹn gặp lại các em ở một buổi ôn tập khác